không phải ở Việt Nam mà tất cả trên thế giới để có một cascader nữ rất là khó. Thì Hoa đến cascader thì Hoa cũng chưa rõ hết đó là cascader sẽ làm gì. Biết cái nơi đó là có một cái nhiều võ phái và có những có thể đóng phim. Thì Hoa đến. Gia đình Hoa là từ bà ngoại đến mẹ là bán cá. Thì sau này khi mẹ mất thì Hoa vẫn tiếp tục công việc của gia đình. Trong phim ảnh thì Hoa có một cái cá tính rất là mạnh mẽ. Trong cuộc sống thì đôi khi mọi người cứ tưởng là mạnh mẽ vậy, nhưng có đôi khi thì Hoa có một chút xíu của người phụ nữ trong đó, cũng không có yếu đuối. Hoa đam mê và Hoa chịu khó tập luyện, cả một sự cống hiến và hết mình của Hoa. Thực sự mà nói thì cái đơ thật sự rất nguy hiểm. Dù đã qua tập luyện rất là nhiều ở sân tập, nhưng ra hiện trường thì cái bối cảnh nó khác. Nó không giống như sân tập là có nệm, có này, có kia, có nọ. Thì địa hình nó khác nhau hoàn toàn. Nên dù có chuẩn bị kỹ thế nào thì việc mà quay á, chấn thương đối với các đơ đó là chuyện bình thường. Đánh đấm xong về thì tay chân bầm hết trơn à. Nhiều khi là đừng nói tay chân cả mặt nữa. Thì bản thân Hoa theo các đơ từ đó đến nay là cũng rất là nhiều về chấn thương. Có lần thì quay cũng bị lệch khớp cái khỉ thai ra. Và những lúc mà tập binh khí á, do không cẩn thận cũng bị vô đây may hết 3-4 mũi. Lúc đó thì cũng trùng xuống là cảm thấy đúng là cái nghề thật sự rất nguy hiểm, kiếm tiền rất là khó khăn. Nhưng mà ở nhà một thời gian thật sự nhớ lắm. Nhớ lắm rồi cũng lên xem mọi người tập. Nhưng khi vết thương đã lành rồi là chỉ muốn tập, lúc đó là quên đi những cái mà khó khăn, mà những cái đau đớn mình đã trải qua, là chỉ muốn tập để mà thực hiện tốt như những cái phim mà mình đang chuẩn bị. Trong cái phim Hai Phượng sắp tới thì vào một dịp là có một anh cũng từng là các cái đơ, ảnh gọi điện cho Hoa có một cái vai như vậy đó, của chị Ngô Thanh Tân, là đang cast một nữ diễn viên hành động để vào cái vai đó, thì em lên thử đi. Thì Hoa cũng đi lên thử, không biết mình có được hay không thôi, thì cũng cho mình một cơ hội đi lên thử. Gần 2 tháng sau, cũng qua quá trình chọn lựa thì đạo diễn bên nhà sản xuất mới điện cho mình là nói là đạo diễn đã chọn Hoa vào cái vai đó. Thì thực sự lúc đó thì rất là vui. Thì bản thân mình là các cái đơn cũng đã mười mấy năm rồi, thường là đóng thế cho người ta hoặc là đóng những cái vai rất là nhỏ. Quá trình tập luyện thì thực sự mà nói thì đôi lúc rất là áp lực, vừa phải đánh, phải diễn tốt hành động của mình, vừa phải diễn thoại sao nó ra cho nhân vật, và vừa ánh mắt nó phải hiền như thế nào, ác như thế nào và dữ như thế nào. Thật sự đó là cái khó đó với Hoa. Với Hoa, sự nỗ lực, cố gắng của mình, vì khi nghe mà, khi một cảnh quay nào mà nghe đạo diễn ok, good, thì thật sự mà nói trong lòng rất là vui. Ba thì mất trước 2 năm, sau 2 năm sau thì mẹ mất. Lúc đó thì hụt hẫng lắm và không biết mình phải làm như thế nào. Đó giờ chỉ có thể là cơm cháo mẹ có sẵn thì không phải gì phải lo nhiều. Lúc đó thì cũng nghĩ rất là nhiều, là không biết là mình có tiếp tục đam mê được hay không, hay là chọn một công việc ổn định để lo cho gia đình. Định. Nhưng mà qua nghỉ